Việc học kết hợp với thực hành sẽ giúp chúng ta nhớ những kiến thức được lâu hơn. Với xu hướng toàn cầu hóa hiện nay, các bậc phụ huynh rất chú trọng cho con em mình học thêm ngoại ngữ tiếng Anh nhằm chuẩn bị nền tảng cho các con vững tin bước vào thế giới hội nhập và trở thành những công dân toàn cầu. Học tiếng Anh trải nghiệm, các bạn nhỏ không bị bó hẹp trong không gian căn phòng của lớp học, mà việc học giờ đây đều được diễn ra ngoài thực tế với các hoạt động trải nghiệm liên quan trực tiếp đến nội dung bài học. Không chỉ đơn thuần dạy các con học tốt ngoại ngữ, mà thông qua những giờ học tiếng Anh trải nghiệm gắn với các hoạt động thực tế để hướng các bạn nhỏ đến những việc làm có ý nghĩa nhằm bảo vệ môi trường, chia sẻ và giúp đỡ cộng đồng. Từ đó các con được nuôi dưỡng tình yêu với thiên nhiên và con người, đồng thời giúp trang bị thêm những kỹ năng sống khác cùng với vốn tiếng Anh được trau dồi thông qua các hoạt động bên ngoài. Để hiểu hơn về những ý nghĩa thiết thực mà xu hướng học tiếng Anh trải nghiệm mang lại, chúng ta hãy cùng bắt đầu cuộc hành trình với các bạn nhỏ tại trung tâm tiếng Anh Dreamland Eco English. Địa điểm cho giờ học hôm nay là nông trại giáo dục EduFarm tại thôn Xuân Linh, xã Thủy Tiên, huyện Chương Mỹ, cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 40 km. Học tập trong môi trường mới như thế này chắc chắn sẽ mang lại những trải nghiệm thú vị cho các bạn nhỏ. Học tiếng Anh bằng trải nghiệm thực tế là cách giúp học viên được tiếp cận tiếng Anh một cách gần gũi và chủ động nhất. Mọi từ vựng, cấu trúc câu hay kỹ năng phản xạ giao tiếp được học và sử dụng ngay lập tức, thay vì chỉ ghi chép và nhớ như cách học truyền thống. Phương pháp này thì hiện tại đang được áp dụng tương đối nhiều trên các nước, ví dụ như là Mỹ, thì họ cũng bắt đầu sử dụng cái phương pháp mà học mà gọi là học outdoor, ngoài trời. Trong cái việc học này thì cái không gian của các con sẽ rất là mở, các con sẽ tập trung được nhiều hơn. Tiếng Anh nó sẽ chỉ là một cái công cụ, thông qua cái việc học tiếng Anh thì các con sẽ gắn kết được nhiều hơn, được trải nghiệm những cái kinh nghiệm sống thực tiễn để cho các con có cái sự định hình kể cả về tính cách, về cách xử lý mọi tình huống trong xã hội nó được thực tiễn hơn. Với mong muốn giúp các học viên có thể tiếp thu kiến thức một cách dễ dàng, các giáo viên người bản xứ luôn tạo nên một môi trường học tập thật gần gũi và thoải mái. Không những giúp các bạn nhỏ được trau dồi vốn từ vựng, cách phát âm, tự tin hơn trong giao tiếp với thầy cô giáo, mà thông qua các bài học, các bạn nhỏ sẽ hiểu hơn về lịch sử, văn hóa của dân tộc, để từ đó có được những kiến thức nền tảng và có thể giới thiệu đến các du khách khi đến với Việt Nam. At the Trần Quốc Pagoda, there are many lotus flower statues. They symbolize purity of mind, body, and speech. Very good, well done. Okay. Well, what I immediately liked from the beginning is the idea of taking the children outside of the classroom. Because I remember for me as a little kid, being inside, having to sit down all day, it's very difficult to focus. So being outside in an environment like this and practicing English, it's a lot better than being inside the classroom. I think that the greatest advantage or benefit of Dreamland is that the children actually speak English, they practice it. With foreigners, so they become a lot more confident in their English. As opposed to studying only grammar, only books, you notice a lot of children are very shy to speak English. But here you notice they blossom, they speak English, they're a lot more confident, and it really improves their English. Sau khoảng thời gian học những kiến thức mới, cả lớp sẽ đến với nội dung trải nghiệm thực tế tại vườn rau trong nông trại giáo dục. Vườn rau này đã được chính tay các bạn nhỏ gieo mầm cách đây khoảng 3 tuần, gắn với nội dung bài học về phân bón hữu cơ và trồng rau sạch. Ngày hôm nay là thời điểm các bạn gặt hái thành quả của mình. Không những được học tiếng Anh với các kiến thức liên quan đến rau xanh hay sự phát triển của cây, mà các bạn nhỏ được trải nghiệm thực tế từ việc trồng rau. Thông qua đó, có thể hiểu được sự vất vả của người nông dân, cũng như tự trang bị thêm cho mình nhiều kỹ năng sống khác.
bên cạnh những giờ học tiếng Anh trải nghiệm tại nông trại giáo dục, hoạt động thực tế trên chuyến xe buýt 2 tầng Hà Nội City Tour Hop On Hop Off đi qua các tuyến phố của thủ đô Hà Nội luôn được các bạn nhỏ chờ đón nhất. Cũng bởi ở đây, các bạn được gặp gỡ và trò chuyện với rất nhiều khách du lịch đến từ các quốc gia khác nhau trên thế giới. Và lúc này, khả năng tự tin trong giao tiếp cũng như các kiến thức ngoại ngữ được vận dụng tích cực và hiệu quả nhất. Tiếng Anh trải nghiệm thực sự là một môi trường thú vị, an toàn và lành mạnh để các bạn nhỏ được phát huy tối đa kỹ năng của mình, giúp trẻ phát triển đầy đủ về thể chất, cảm xúc, nhận thức và sáng tạo. I can introduce with you some food like now. How you eat bún chả? No. I think now you can eat bún chả because bún chả is like very famous food in Vietnam, okay. In Hanoi, and it's very delicious. Or you can eat nem cuốn. I know nem. Yeah. Yes. So have you eaten? I've eaten nem yet. Yes, it is very delicious. Santa, say goodbye to the man here. Bye bye. Bye bye, Andrew. And very good English. Well done. Okay, thank you. Keep working your English.